Chào bạn, trong ngày hôm nay mình sẽ nói một chú ý, một cái những cái chú ý nhỏ nhỏ về chúng ta sử dụng monitor, tức là máy theo dõi bệnh nhân ấy. Ngày nay thì chúng ta biết rồi, monitor là nó rất phổ biến và nó là một thiết bị rất là quan trọng trong cấp cứu, trong chăm sóc đặc biệt là trong các phòng mổ. Monitor nó là một cái thiết bị chứa các thông tin bệnh lý, ví dụ ECG, là nhịp tim, nhịp thở, nhịp thở là REFB, rồi là nhịp mạch BR, nồng độ bão hòa oxy, nhịp huyết áp không can thiệp NIBB, hoặc là nhiệt độ cơ thể TEMB, tem đấy. Đấy. Những cái chuyên gia lâu năm trong ngành thiết bị y tế thì họ đã đưa ra những cái khuyến cáo trong quá trình chúng ta sử dụng monitor như sau. Yếu tố thứ nhất, yếu tố đầu tiên là sự khác biệt màu trên trên các điện cực đo tim. Thì trên cái monitor ấy, khi nó có những cái điện cực đo tim, nó có cái mã màu khác nhau. Đấy. Một loại trong đó đã được quy định từ IEC, từ IEC, và một loại từ AHA. Đấy, bác sĩ có kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn vào các điện cực R đấy, RA đấy, để biết được dây đo điện tim nó theo cái mã màu nào. Đúng không? Cái yếu tố thứ hai là tại làm sao chúng ta nhìn thấy cái màn hình của monitor nó thay đổi rất là chậm. Thì màn hình hiển thị các thông số trên monitor ấy thường thay đổi rất là chậm. Vì thông thường là monitor nó theo dõi, quan sát bệnh nhân trong một cái thời gian rất là dài. Đấy. Mà để làm được điều đó đấy thì một vài thông số nó phải được cập nhật lại. Và sau khi nó cập nhật lại thì nó lại được lưu vào hệ thống. Các số liệu đấy được lưu lại và do vậy nó có những cái khoảng thời gian nhất định nó hiện ra. Thường giá trị mặc định là 5 giây. Những giá trị này có thể thay đổi bởi bởi người sử dụng, tức là người sử dụng mình có thể mình thay đổi những cái giá trị này. Đấy. Yếu tố thứ ba là về các ghi chú về đo SpO2, tức là đo nồng độ bão hòa oxy trong máu đấy. Khi đo SpO2 thì thường gặp rắc rối là giá trị đo không ổn định. Đấy. Vậy thì mình làm như thế nào? Sau đây là các bước để khắc phục cái tình trạng đấy. Một, bước đầu tiên kiểm tra lại kết nối sensor với monitor, tức là kiểm tra lại cái cả bộ phận cảm biến với monitor. Sensor ấy, tức là bộ phận cảm biến ấy, nó phải được gắn chắc vào thiết bị. Đấy. Thông thường đầu sensor thì nó có một cái khóa để giữ dây. Nhưng có một vài monitor ấy, sensor nó chỉ có giắc cắm vào máy thôi mà nó không có khóa giữ. Đấy. Một vài máy nó không có khóa giữ. Đấy. Do vậy thì sao? Nó hoàn toàn có thể bị rời ra khỏi khỏi máy khi mà bệnh nhân di chuyển. Cái bước tiếp theo là kiểm tra vị trí đặt sensor. Vị trí đó có đúng hay không? Có cần nó đặt như thế thì đo được hay không? Đấy. Đo được chính xác hay không? Chúng ta cần phải kiểm tra cái bề mặt da ngón tay. Và móng tay bệnh nhân có bị bẩn hay không? Đấy. Bệnh nhân có sử dụng móng tay giả hay không? Bước tiếp theo là bước thứ ba, kiểm tra dòng máu chảy đến ngón tay. Kiểm tra dòng máu chảy đến ngón tay. Đấy. Nó có bị chèn, bị gì không? Có bị garo hay không? Đấy. Đồng thời chúng ta còn kiểm tra cái bóng hơi đo huyết áp trên cùng. Cái bóng hơi đo huyết áp ấy, có cùng trên cái cánh tay hay không? Đấy. Ví dụ như trong cái cánh tay chúng ta có cái huyết áp nó đo ở phía trên này. Đấy. Thì sensor nó sẽ
không thể nào nó thu nhận tín hiệu chính xác được. Do vậy thì điều này nó làm chặn cái sự lưu thông máu đến các ngón tay. Nếu như sensor oximeter ấy, nó được đặt ở ngón tay thì sai số xảy ra vì sensor không bắt kịp được cái nhịp mạch máu. Và monitor sẽ báo động liên tục, kêu liên tục. Cái vấn đề cuối cùng đó là tại làm sao không thể nào mình đo được cái huyết áp dù đã kiểm tra kết nối rất là kỹ rồi. Thì cái nguyên nhân này nó được giải thích như sau. Khi không đo được huyết áp ấy, thông thường sẽ phải kiểm tra lại cái bóng hơi có gắn chắc với đường ống hơi vào monitor hay không. Đấy. Chúng ta kiểm tra thử nó có gắn chắc với đường ống hơi vào monitor hay không. Nếu đã gắn chắc mà vẫn không đo được thì chúng ta mới bắt đầu chú ý đến những yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên là xem bóng hơi có được bơm lên hay không. Nếu nó không được bơm lên thì chúng ta phải bơm nó lên. Đấy. Đồng thời quan sát nhanh các giá trị áp lực trên trên màn hình. Chúng ta sẽ thấy rằng các giá trị này tăng dần lên đến một trị số giới hạn đặt trước. Thường là 160 mm thủy thủy ngân. Giá trị này sẽ không tăng hoặc có thể dừng lại khi bóng bóng hơi bị thủng. Cái thứ hai đó là trường hợp bóng hơi được bơm lên giá trị tới hạn và được xả ra khi chúng ta quan sát tốc độ xả hơi. Nếu giá trị áp áp lực nó tụt nhanh thì cũng không đo được cái trị số huyết áp của bệnh nhân. Do vậy cần phải chỉnh lại cái van xả hơi của mạch đo đo huyết áp. Vậy thì nó tóm lại là ở cái bước cuối cùng này chúng ta còn phải chỉnh lại cái van xả hơi trong trường hợp là cái bóng hơi nó được bơm lên đấy nhưng mà nó xả ra quá nhanh đi làm cho chúng ta không thể nào chúng ta đo được cái giá trị huyết áp. Đó là toàn bộ những cái gì cần phải lưu ý khi mà chúng ta sử dụng máy monitor, tức là máy theo dõi bệnh nhân. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.